Hôm trước em có review con nhỏ này, nhưng con võ các bác lại bảo em lỗ, nó mắc tiền. Đây, để cho các bác xem. Một con to, một con nhỏ này. Con to này chỉ có hơn 5 quả thôi. Hơn 5 quả, 6 quả. Mà con này tại sao đến 10 quả? Thì đây là lý do em trả lời cho các bác. Đây nó không phải là loa đơn thuần, là loa kéo, mà nó là loa nghe nhạc. Tất cả những đại ca, đại tẩu, đại tổng nào mà chơi nhạc guitar thì 100% cam kết với anh em rằng không có một chiếc loa nào guitar mà mang được đi chơi, đi du lịch. Đây là em khẳng định với các bác, không có một con loa nào luôn. Đấy. Thứ hai, chẳng con loa nào mà sử dụng được chỉnh áp ở trên điện thoại. Bác trung chép trực tiếp trên điện thoại và chỉnh volume. Đấy, mono, stereo, âm thanh, nhạc riêng biệt. Mình đã bán rất nhiều con loa này rồi, nhưng cái điều mà mình thích nhất ở cái chiếc loa này, thực sự với anh em luôn, đây. Nó đắt gấp đôi tiền con này, nó phải có lý do của nó chứ. Pin tích hợp nếu các bác chơi chống điện này, guitar bass này, 6-7 tiếng không suy nhê gì. Nếu anh em cắm điện vào chạy không bao giờ biết hỏng, không bao giờ biết hết pin. Nếu cắm điện xài trọn đời, bao giờ hỏng mang đến tôi bảo hành cho, được chưa? Đấy, thứ hai, anh em nhìn cái bộ bảng mạch này này. Anh em nào chơi guitar tập trung vào đây này, chơi chống điện tập trung vào đây này. Tôi không nói loa kéo nhá, rất đau đầu loa kéo, mà tôi bán rất nhiều review loa kéo rồi. Nhưng đây là một con loa mà cho tôi một cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Tại sao nói thế? Anh em nào có cổng guitar hay chơi đàn ấy, chỉ cần nhìn vào ba cổng ca lông này là biết có nên mua hay không. Ba cổng chống điện này có nên mua hay không. Con loa này nó thuộc hàng hiếm ở Việt Nam, vì ở Việt Nam rất ít người có chiếc loa này. Bao nhiêu người chơi guitar bass này, guitar điện này, nhưng các bác chỉ chơi quán vỉa hè, quán nhậu hay ngồi chơi hứng lên là chơi, nhưng nó không có điện. Tôi đố không mang ra biển mà có điện mà công suất lớn. Bây giờ tôi thử công suất cho anh em xem nghe nhạc đấy nhá, vì tôi không biết chơi đàn nên tôi không cắm guitar. Ok anh em nhá, bây giờ là mình vừa test thử rồi, anh em nào muốn trải nghiệm qua đàn guitar đến trực tiếp đây xem có đáng đồng tiền mới gạo các bạn bỏ ra không. Chào anh em.